Chào mừng các quý anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi, để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ tới các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học xem chỉ tay, về xem vận mệnh, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo của chúng ta qua những đường chỉ tay chính xác và chi tiết nhất. Và các bạn thân mến, thứ nhất là sơ lược về bói chỉ tay. Đầu tiên, để tìm hiểu, các bạn cần phải biết nắm bắt trên mỗi bàn tay. Và thông thường thì có 3 đường chỉ tay ở trong lòng bàn tay, đó là 3 đường chỉ tay chính: đường sinh đạo, đường chí đạo và đường tâm đạo. Về đường sinh đạo, nó chỉ về sinh mệnh, tai nạn, bệnh tật và thọ yểu. Còn đường chí đạo, nó chỉ về trí óc, sự suy tư, tư tưởng và trí thức. Còn về đường tâm đạo thì nó chỉ về tình cảm, tình yêu, tâm hồn và tim mạch. Nếu các bạn có trình độ còn thấp hoặc mới tìm hiểu thì nên tập trung vào 3 đường chỉ tay này thôi. Khi đã hiểu cặn kẽ rồi thì mới có thể mở rộng sang những đường chỉ tay khác. Và ngoài 3 đường chỉ tay chính thì chúng ta còn những đường chỉ tay khác nó xuất hiện trên bàn tay, như đường chỉ tay thái dương, đường chỉ tay may mắn, đường chỉ tay hôn nhân, đường chỉ tay tử tức, có nghĩa là chỉ tay con cái, và đường chỉ tay thủy tinh, đường chỉ tay viễn du hay đường du lịch, hay còn gọi nữa là đường đi xa. Và sau đây là các đường chỉ tay trên bàn tay cùng với những ý nghĩa trung thực mà chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn xem. Về đầu tiên là bạn phải nắm được vị trí của các đường chỉ tay và các gò trong lòng bàn tay để không bị dối khi chúng ta đọc và tìm hiểu. Một là đường sinh đạo, hai là đường chí đạo, ba là đường tâm đạo, bốn là đường may mắn, và năm là đường sinh lý, sáu là đường đam mê hay là đường kim tinh, bảy là vòng cườm tay, tám là đường hôn nhân, và chín là đường viễn du hay còn gọi là đường du lịch. Và các bạn thân mến, thứ nhất là luận giải về các đường chỉ tay chính trong lòng bàn tay. Một là về đường sinh đạo. Trên bàn tay thì đường sinh đạo nó tạo thành một vòng cung chạy từ khoảng giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, nó chạy xuống tận cườm cổ tay, và đường vòng này nó tạo thành một khoảng rộng hay hẹp dưới ngón cái. Với các nhà nghiên cứu về chỉ tay còn gọi đó là gò kim tinh. Khi nghiên cứu về đường chỉ tay sinh đạo thì thường phải chú ý các đặc điểm sau. Về đường sinh đạo phải rõ nét, không bị cắt đứt gãy hay là đứt quãng, ngoằn ngoèo, chứng tỏ là người này ít bệnh tật. Về đường sinh đạo nó chạy dài xuống cườm tay là người này có tuổi thọ cao. Còn đường sinh đạo mà uốn éo ngoằn ngoèo là người rất dễ bệnh tật, hay mỏi mệt, người hay nhức mỏi, và ngoài ra còn chỉ rõ là người không thành thật. Trong những trường hợp đường sinh đạo có dạng này lại có thêm một nhánh nó chạy lên gò thủy tinh thì đây là một biểu tượng của người rất gian dảo và có hành động không hay, nhất là khi có tiền thưởng hoặc là tiền gì đó sẽ bất cần phải trái. Về đường sinh đạo mà bị đứt quãng là người sức khỏe yếu hay đau bụng, nhất là về bệnh thuộc hệ đường ruột. Nếu cả hai đều có chỗ đứt thì coi chừng bệnh nặng hay người này rất dễ bị tù tội. Về đường sinh đạo có như một sợi dây xích hoặc là sợi dây thừng thì người này rất dễ bị bệnh về mắt, yếu đuối và có cơ thể suy nhược hay lo nghĩ một cách bâng khuâng và viển vông. Còn trên đường sinh đạo mà có một dấu nhân, người này rất dễ bị bệnh tật. Và trên đường sinh đạo có dấu chấm rõ, nếu là dấu thủng hoặc lún xuống thì trong đời người này gặp rất nhiều trở ngại và thường hay bị ốm đau và bệnh tật.
Còn nếu trên đường sinh đạo mà có một cù lao giống như hình một chiếc lá, là người này có bệnh rất kéo dài. Còn trên đường sinh đạo mà có nhánh rẽ, tùy theo nhánh rẽ mà phân biệt. Nếu nhánh rẽ này mà hướng vào gò kim tinh, vào phía ngón tay cái, thì là người có cơ thể suy nhược. Người này cần phải chăm sóc, tĩnh dưỡng cơ thể thật cẩn thận. Thứ hai là nếu nhánh rẽ mà hướng vào lòng bàn tay, thì người hay bị chứng phong thấp, người này rất hay quên. Còn trên đường sinh đạo có một chỉ tay, nó chạy từ đầu nguồn đến gò thái âm, thì ít ra có một lần sẽ tổn hại tiền của ở trong đời. Nếu đầu đường sinh đạo mà có nhiều đường chỉ cắt ngang và lại có thêm một cù lao, là người này rất gian khổ vất vả ở thời thơ ấu. Còn nếu cuối đường sinh đạo mà có một đường chỉ chạy lên phía ngón tay trỏ, thì đây là một biểu tượng của sự may mắn, thuận lợi trong vấn đề công ăn việc làm, danh vọng. Nếu đường này chạy lên đến ngón giữa thì danh dự được thành đạt. Còn nếu đường này chạy lên phía ngón út thì người này phát triển thuận lợi trên con đường làm ăn và buôn bán. Còn nếu trên đường sinh đạo có những vạch chắn ngang hay bị đứt hoặc trở ngại, đây là một trong những dấu hiệu của người này gặp rất nhiều trở ngại. Còn nếu như khởi đầu của đường sinh đạo mà có hình sao hay là một dấu chữ thập, là bước đầu của người này rất gian nan trở ngại, nhưng trong tương lai rất tốt lành và phát đạt. Còn nếu cuối đường sinh đạo mà có một ngôi sao, thì đây là một biểu tượng của sự giàu có sung sướng lúc về già. Và các bạn hãy chú ý, ngôi sao ở đây chính là dấu hoa thị trong toán học, chứ không phải là sao năm cánh. Còn trên đường sinh đạo mà có hình cù lao là gặp trở ngại trên đường đời hoặc có bệnh. Nếu cù lao ở cuối đường sinh đạo thì phát triển tình cảm lúc tuổi ở 45 tuổi trở lên. Còn nếu như từ gò kim tinh mà có đường chạy ra cắt ngang đường sinh đạo, là người có chuyện buồn do người trong gia đình gây ra. Nếu đường chỉ này cắt luôn cả đường tâm đạo và đường trí đạo thì hay bị tình cảm, tình ái chi phối. Còn nếu trên đường sinh đạo mà có những đường chắn lún sâu, là người rất dễ bị sốt rét hay nóng lạnh sau xương sống. Còn cuối đường sinh đạo mà chia làm hai nhánh, là người hay quên. Về đường sinh đạo mà làm thành một vòng thu hẹp ở gò kim tinh lại, đây là một hiện tượng của sự tiết chế, co rút, nghiêm khiêm nhường, không rộng rãi. Người này rất ích kỷ nếu gò càng bé. Riêng về vấn đề sinh nở thì đây nó là một hiện tượng của người bạn gái rất dễ khó khăn về chuyện sinh sản. Còn về đường sinh đạo mà xuất phát từ vị trí cao gần ngón tay trỏ, là bạn gái thì có nhiều ước mơ và tham vọng. Người này tự cao tự đại, tự tin. Nếu như điểm xuất phát mà ở thấp thì ý nghĩa nó sẽ ngược lại ý nghĩa ở trên. Còn hình dạng một vòng tròn nó xuất hiện ngay giữa đường sinh đạo, là người này phải coi chừng bệnh ở mắt. Còn người có đường sinh đạo mà nó xuất phát từ những đường chỉ nhỏ như một chùm rễ cây, hay là người này hay bị nhức đầu, bệnh về đường ruột và bao tử. Còn người mà trên bàn tay có hai đường sinh đạo, là người có cơ thể, có khả năng chịu đựng, rất dễ chống lại bệnh tật, và người này có sức khỏe rất dồi dào và vô biên. Còn trên bàn tay có đường sinh đạo mà mờ không đều, là người này hay bị bệnh tật và có một cơ thể suy nhược, rất yếu đuối. Còn nếu trên bàn tay mà không thấy rõ những đường sinh đạo thì đây nó là một biểu tượng của người đàn bà lạnh lùng, thiếu sinh khí, nhưng tuy nhiên đây cũng là người có tuổi thọ rất cao. Còn về đường sinh đạo mà bị đứt ở khoảng tuổi còn nhỏ, nhưng nhờ có một đường sinh đạo phụ, sinh đạo đôi, nó xuất hiện ngay ở vị trí đứt, giúp cho bạn vượt qua được tai nạn và bệnh tật. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh
để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.